Lan Rừng Bản Ơn Nhí Nhi xin chào tất cả các bác vào phiên tối của em nhé. Phiên tối nay em lên cho bác vài số đơn, bác nào chốt hàng nào thì cứ liên hệ qua em nha. Em sẽ đến đơn hàng từng đơn nha các bác. Đơn hàng đầu tiên là cây trâu to này. Đó, cây trâu to này, siêu to luôn các bác nhé. Một cây này, rất là to luôn, khủng bố luôn này. Đó, cây đang nụ nha. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này. Năm cây to, cây lớn nha các bác nhé. Hàng chuẩn rừng buôn đôn luôn. Đó, năm cây to này. Đây, năm cây rất là to luôn. Bác nào chốt hình này em để giá 500k hình số 1 nha. 500k hình số 1 toàn cây to. Xem hình số 2 là đơn combo nhá. Combo này, một cây trâu này. Đó, lá mít rất là đẹp luôn này, một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Ờ, cây này không phải rồi. Ba cây này. Và bốn cây này, cây này hoàng nhạn lá mít rất là đẹp luôn. Đó, bác nào chốt hình này em để 100k nha. 100k đơn này combo nha các bác, ba cây trâu mít rất là đẹp và một cây nhạn mít nữa. Xem hình số 3 là đơn hoàng nhạn, cặp rất là đẹp luôn. Đó, cặp lá mít siêu xinh luôn này. Rất là rụt luôn, bên cạnh hai một cây to và một cây nhỏ. Đó, nhưng mà được lá mít rất là đẹp nhá. Đó, không bị lỗi nha các bác, cây số 2 này. Đó, siêu vip siêu đẹp luôn, hàng lá mít, cây thân dừa luôn. Về các bác có thể kích ra được cây con nha. Đó, rất là đẹp khủng luôn. Bắt đầu chốt cặp này em để giá là 350k cặp vip này. Rất là đẹp, không bị lỗi nha các bác. Cây bao đẹp luôn này, 350k cặp này là quá đẹp, quá vip luôn này. Đây là hình số 3 nhá. Xem hình số 4, một cây này một góc hai cây nha các bác nhá. Ba cây luôn á. Đây hai cây bên này và một cây bên này. Cây số 2 này rất là to. Bắt đầu chốt hình này em để 200k nha. 200k hình này hình số 4 nhé, toàn cây to. Là tổng thể là 4 cây, hai góc 4 cây luôn. Đó, hình số 4. Xem hình số 5. Hình số 5 là đơn combo này. Đơn combo này là gồm có sóc này, hai cây sóc này. Đó. Một cây chồn to luôn này, cây chồn khủng luôn các bác nhá. Một cây cẩm báo đơn này rất là nhiều loại, toàn mặt hoa thơm luôn. Đó, hai cây, ba cây cẩm báo này, ba cây cẩm báo rất là đẹp. Đó, ba cây cẩm báo với lại cây bạch ngọc hải âu. Rồi hai ba cây quế tím luôn. Đó, đơn này là gồm một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, bốn loại, năm loại, năm loại lan, năm loại mặt hoa của buôn đôn. Hoa rất là đẹp luôn các bác. Hoa cực kỳ thơm, bắt đầu chốt thì là 120 cho em là 120k thôi. Đó, hình số 5 nhé. Sang hình số 6. Hình số 6 này. Đó, em có một cây hoàng nhạn lá lướt rất là to luôn này. Một cây hoàng nhạn lá lướt rất là to. Một cây này. Hai cây này. Đó, hai cây nha. Tặng một cây tam bảo sắc khủng này luôn. Đó, một cây tam bảo sắc khủng này luôn. Hai cây này là hai cây nhạn nha các bác. Hai cây nhạn lá lướt này. Đó, nhìn như tam bảo sắc nhưng không phải. Đây mới là tam bảo sắc này. Nó tam bảo sắc là cái lá nó khác liền luôn. Đây cái lá nó khác liền luôn này. Đó, bắt đầu chốt thì này em để 200k này, 200k đơn to này nhá. Đơn to này. Đó, cái này hàng này là hàng lá lướt nha. Hàng lá lướt này, hai cây khủng này, hàng lá lướt này. Còn một cây này tam bảo sắc này. Đó, cây khủng bắt đầu chốt hình số 6 200k. Sang hình số 7. Hình số 7 là đơn hải âu, rất là nhiều luôn. Hải âu này tầm 1 kg luôn đấy các bác, rất là nhiều luôn này. Đó, rất là nhiều, toàn mặt hoa đẹp luôn đấy cây này. Về các bác trồng nguyên chậu luôn nhé. 100k thôi. 100k hình số 7. Sang hình số 8. Hình số 8 là đơn hoàng nhạn nha. Đơn hoàng nhạn. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây và tám cây. Tám cây hoàng nhạn này 200k này. 200k đây là hình số 8. Sang hình số 9 nhé. Hình số 9 là đơn trâu này các bác này. Đó, một cây này, hai cây này, thêm một cây to này nữa. Đó, ba cây 150 này. Cây này là 100k rồi, hai cây này 50k. Bắt đầu chốt hình này 150 hình số 9 nhé. Đó, hình số 9. Sang hình số 10 là đơn hoàng nhạn rất là to, khủng bố luôn này. Đó, hoàng nhạn rất là to luôn. Bắt đầu chốt hình này em để giá là 250 này. 250 cây hoàng nhạn khủng này nhá. Cây này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cặp rưỡi lá, 8 cặp lá gì đấy. 250. 250 đây là hình số 10 nhá. À, hình số 9. Sang hình số 10 là một cây trâu lá mít này. Cây này nói chung bị lỗi một xíu lá thôi nhưng mà bị sâu gặm này. Nhưng mà không vấn đề gì đâu các bác, được một bên lá rất là dày luôn, là lá to. Con này chốt con này 100k cho em này, 100k hình 10 nhá. Hình 11 các bác. Hình 11 là đơn hoàng nhạn một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, 5 cây, 6 cây và 7 cây. Bắt đầu chốt hình này 130 cho em. 130k. Đó, bắt đầu chốt hình này 130 nha. Đây là hình 12.
sang hình 13. Sang hình 13, một cây này, một cây hoàng nhãn lớn này, hai cây này, đơn này toàn hàng lớn luôn. 3 cây này, 4 cây này và 5 cây. 5 cây hoàng nhãn lớn luôn đấy các bác ơi, 5 cây hoàng nhãn lớn nhá. 300k, 5 cây luôn. 300k hình 13 nhá. Hình 14 là nhất điểm hồng rất là khủng luôn này. Toàn là khủng luôn, một cây này. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây và 5 cây. 5 cây nhất điểm hồng khủng là 150 cho em này. 5 khúc 150 nha. Đó, 150. Bắt đầu chốt hình 14 cho em. Sang hình 15 là đơn trâu lá chỉ thiên một cây này, rất là đẹp. Cặp lá chỉ thiên một cây này. Hai cây này, đó, hai cây lá mít chỉ thiên này. Cây này thì cây này mấy dân họ đi lấy, họ lấy vỏ cây thôi các bác, nhẹ tiền cước này. Vì các bác có thể ốp vào gốc cây. Hai cây lá chỉ thiên rất là đẹp. Bắt đầu chốt hình này em để 180 nhá. 180k cực kỳ đẹp luôn, lá mít này, lá chỉ thiên nha. Cặp lá chỉ thiên. Hình 15, hình 16, một cây hoàng nhãn siêu rụt rịt lá mít luôn, một cây này. 2 cây này, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây và 9 cây. Tổng thể 9 cây, 2 3 4, 4 cây to và mấy cây nhỏ nhỏ bù qua bù lại. Bắt đầu chốt thì này em để 180 này. 180k đơn này nhá. Đó, bắt đầu chốt hình 16. Sang hình 17, một cây, 2 cây, 3 cây và 4 cây. 4 cây này, bắt đầu chốt thì này em để 120k này. 4 cây hoàng nhạn là 120. Đó, 120, bắt đầu chốt hình 17. Sang hình 18 là đây cây to, một cây này. 2 cây này. 2 cây này và 3 cây này, cây này rất là đẹp luôn. 3 cây to này 200k nhá. 200k nha các bác nhá. Bắt đầu chốt hình này 200k cho em này. Đây là hình 18. Và hình 19 là hình cuối cùng là cây châu khủng cho to luôn, cây này đang nụ này. Đó, đang nụ cây rất là đẹp luôn. Đó, cây to nha các bác nhé. Lá mít cây to, cây rất là đẹp này, không nổi này. Đó, bắt đầu chốt cây khủng này về các bác có thể chơi Tết luôn này. Đó, bắt đầu chốt cái này em để giá là 350k cây này nhé. 350 cây to khủng như thế này nha các bác nhé. 350 này. Đó, siêu to luôn. Siêu to luôn nha. Rất là đẹp luôn. Cái này nói chung là, nói chung nó cũng dính ít rễ các bác. Nó cũng dính ít rễ nên dân họ buộc lại này. Đó, sau này nó cũng mọc ra cái rễ mới thôi. Đây, cây này còn cũng nguyên bản một ít này. Nhưng mà thôi thà như thế này là cứ để nguyên bản như vậy đi. Đó, bắt đầu chốt con này. Em để giá 350 nhé. 350 này, cây này cũng còn người dân họ buộc lại rồi. Về, nó có thể ra rễ mới nhé. Đó, các bác cứ yên tâm nha các bác nhé. Đó, rất là đẹp. 350, cây châu to này. Đó, phiên tối nay em có đơn hàng đấy. Bác nào mà chốt lên đơn thì cứ liên hệ qua em nhé. Em xin chào toàn thể các bác.